Hello, chào mừng các bạn đến với channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với game Super Mario Party Top 100 nha. Hôm nay mình sẽ chọn Peach. Chúng ta cùng đến với game cỡ bom nha. Rồi, lần này là hoàn toàn là may rủi, không biết là mình sẽ chọn màu gì. Đến lượt Peach đây rồi. Mình sẽ chọn màu gì bây giờ nào? Vân vân quá nhỉ. Đây, hy vọng là màu xanh may mắn. Hết hồn này, may quá. Lần này sao thí sinh này may mắn đấy nhá. Mình sẽ chọn màu gì đây? Đây à, mình sẽ chọn màu này đi. Rất là may mắn. Cuộc thi của chúng ta khá là căng thẳng đây, không biết ai là người bị loại đầu tiên. Rồi, qua vô. Vâng, về đây này là cuộc đua của ba người, ba cô công chúa. Đúng đúng, ba chị em ba cái vương miện này là trên đầu này. Đến lượt Peach, tiếp tục là màu xanh hy vọng nha. Vâng, màu xanh đã đem đến may mắn cho mình. Chết rồi nè. Chuẩn rồi. Vâng, thí sinh thứ hai đã bị loại, bây giờ chỉ còn hai người thôi. Vâng, và lần này cô ta bị loại rồi. Mình sẽ chọn màu vàng nha. Ok đâu. Vâng, và người chiến thắng trong phần thi này của chúng ta là Rosalina. Đó, mình sẽ đến với game tiếp theo nha các bạn. Đó, chúng ta cùng nhau đi thu thập hoa quả nhá. 2, 4, 6 này. Mình sẽ chọn số 1. Rồi. Ok. Wow. Tại sao lại luôn là số 1 thế? Nghĩa là số 2 nha. Chết mẹ này à. Vâng, và Rosalina đã bị loại nha các bạn. Và mình số 2 nha. Ok. 2, 1. Vâng, thí sinh tiếp theo của chúng ta bị loại chính là Daisy. Bye bye. Ok, ông đuổi rồi. Mình sẽ chọn số 1. 2, 4, 6. Wow. Mình sẽ chọn số 2, vâng. Và người chiến thắng lần này là Peach. Ok. The winner. Finish. Rồi, chúng ta đến luôn game khác nha các bạn. Lần này chúng ta sẽ đến với game có tên là Bookworm nha các bạn. Đầu là mình sẽ phải, chúng ta sẽ phải chạy đến những cái ô trống này nha. Rồi, chỉ có khoảng trống vừa đủ thôi. Mình sẽ đây. Ai là người sống sót cuối cùng sẽ chiến thắng nhá các bạn. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Đây rồi, đây rồi.
Và còn hai thí sinh thôi. Bây giờ là cuộc chiến giữa hai người. Wow, vâng, Beast đã giành chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ đến với game tiếp theo nha các bạn. Lần này Beast giành chiến thắng hơi nhiều nhá. Bây giờ mình sẽ đến với game khác. Game này là chúng ta sẽ phải thả những cái... Wow, con này ít thế nhỉ, mấy cái con này ít thế nhỉ. Rồi, ôi trời ơi, có 4 con thôi, thua rồi. Mấy cái con vàng vàng nó toàn né mình thôi các bạn ạ. Hy vọng mình không phải là người về cụ đích của... Vâng, 5 con. Đồng giải nhất luôn. May quá. Tưởng thua ở này rồi. Rồi, chúng ta đến với một game nữa nha. Rồi, game này của chúng ta có tên là Don't Look. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Rồi, ra đi. Chúng ta sẽ không sẽ nhìn trái lại với chiều của mũi tên nha. Như là tập thể dục vậy. Mình vẫn cứ là nhìn lên cao. Ôi, no, sai rồi. Nhìn sang trái nha, đẹp. Turn to right. Up. Up, yeah. Vâng, và lần này là Peach vẫn đang tạm dẫn đầu nha. Có vẻ như là chiến thắng trong tầm tay rồi các bạn ạ. À, đúng, chiến thắng trong tầm tay rồi. Vâng, chắc thắng luôn. Vâng, chiến thắng tuyệt đối thành cho Peach nha. Rồi, mình sẽ đến với một mini game nữa là. Lần này chúng ta sẽ đến với một mini showdown. Vâng, mình sẽ bổ cúi nha. Bổ... Đó, các bạn nhìn thấy. Ai sẽ xem ai nhanh tay hơn là... Oh no! Chúng ta bổ phải bom rồi. À, còn một lượt nữa rồi nha các bạn. Lần này... Vâng, chúng ta đã có nhà vô địch trong phần chơi này. Đó là Peach. Vâng, mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn cho mình một like và subscribe nha. Goodbye.